Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Trần Duy Nhất. Thì Nhất sẽ chia sẻ cho mọi người cái chế độ dinh dưỡng của Nhất trong một ngày nha các bạn. Thì một ngày thường thì Nhất sẽ tập luyện nó là từ 3 đến 4 buổi, nhưng mà trung bình là 3 buổi thôi. Đó, còn đó là chuẩn bị những trước giải đấu khoảng 2 tháng, tháng rưỡi đến 2 tháng là mình sẽ tập liên tục từ 3 đến 4 buổi. Thì vậy thì cái chế độ dinh dưỡng mình ăn nó phải nhiều hơn để nó mới đủ cung cấp. Còn nếu mà như ngày bình thường thì mình chỉ tập 2 buổi thôi các bạn ha. Đó. Thì dinh dưỡng của mình thì buổi sáng khi mà thức dậy đầu tiên là mình phải ăn sáng trước các bạn. Ăn sáng thì nó bao gồm rất là nhiều thứ ha. Buổi sáng rất là quan trọng đối với là một vận động viên, thì mình phải cần ăn những chất mà có dinh dưỡng tốt, như là các bạn có thể ăn phở nè, rồi trong đó mình thêm một gà, trứng gà vô, rồi ly sữa ha. Đó, buổi sáng là buổi mà mình phải cung cấp nhiều cái dinh dưỡng nhất. Đó, thì mình có thể đổi cũng vậy, bữa thì phở, bữa thì qua bún, rồi nói chung là buổi sáng mình cung cấp nhiều nha các bạn. Đó, thì sau khi kết thúc buổi sáng xong thì mình sẽ đến cái buổi mình sẽ đi tập, sau đó là đến buổi trưa. Buổi trưa thì buổi mình phải cung cấp về cái lượng về độ bền mình là tinh bột các bạn. Mình phải sử dụng tinh bột nhiều nha, tinh bột. Sau đó thì mình sẽ ăn chung với là có bữa thì thịt heo, bữa thì bò, bữa thì cá, bữa thì đổi, mình sẽ đổi liên tục ha. Đặc biệt là mình phải có rau, có canh ha, để nó giúp cơ thể của mình mát hơn. Đó. Thì đây là một cái buổi ăn đơn giản nha các bạn, buổi ăn vừa đủ dinh dưỡng để võ sĩ có thể tập luyện được. Ha. Còn những bạn mình giảm cân thì mình sẽ hạn chế ăn tinh bột. Ha. Tinh bột sẽ giúp cho mình là tăng cường cái độ bền, còn sức mạnh và tốc độ rồi thì mình phải ăn dinh dưỡng về thịt cũng như là các chất vitamin. Ha. Đó. Thì nó sẽ bổ trợ cho mình rất là nhiều dinh dưỡng. Rồi sau khi kết thúc buổi trưa xong đó thì mình có thể ăn thêm nhẹ một số trái cây. Ha. Đó. Rồi buổi chiều thì sau buổi chiều mình tập xong rồi đến buổi tối. Buổi tối thì mình ăn nó ít hơn, cái khẩu phần nó ít nhất ha. Buổi tối thì mình có thể ăn nhẹ bằng súp hoặc là cháo hoặc là gì đó, nói chung là nhẹ thôi, tại vì buổi tối các bạn sẽ có hoạt động cho nên là mình ăn ít để cái cơ thể của mình nó có cái năng lượng. Mình ăn xong mình nghỉ ngơi rồi mình đi ngủ. Đó, như vậy thì cái dinh dưỡng một ngày của mình nó sẽ đi theo cái hình tháp như vậy đó các bạn. Đó, ở trên bự ở xuống nhỏ thì cái người của mình nó cũng vậy. Các bạn ăn ngược gì nè, buổi sáng ăn ít dưới thì cái bụng mình sẽ cái đầu mình nhỏ, cái bụng mình bự ra ha. Như vậy là không tốt, mình nên ăn ngược lại ha. Ở trên nhiều xuống ít đó. Mình ăn nhiều thì mình hoạt động nhiều, hoạt động liên tục, còn buổi tối mình hoạt động ít thì mình sẽ ăn ít đi ha. Rồi thì bên cạnh đó nữa còn một cái vấn đề quan trọng nữa là mình sử dụng nước uống. Thì nước uống trong một ngày thì tùy vào cái thể trạng cũng như là cái cơ thể của các bạn á, người thì bự ký, người thì nhỏ ký á, thì mình sẽ sử dụng nước uống bao nhiêu lít cho mỗi người ha. Mình uống vừa đủ để mình cung cấp, khi mình tập luyện mồ hôi nó đổ ra thì mình sẽ bài tiết được cái chất độc ra ngoài. Rồi trong cái quá trình mình tập luyện á, thì các bạn sẽ bị đau, bị nhức, rồi mình sẽ uống thêm một số cái thực phẩm chức năng nó giúp cho mình có thể tái như sử dụng các cái phần sụn khớp đó, nó cung cấp cho mình về những cái phần đó. Thì các bạn có thể tự sử dụng cho mình, có rất là nhiều loại ha, mỗi người sẽ phù hợp với là một cái loại thực phẩm chức năng đó. Nhưng mà các bạn không có lạm dụng nó nha. Thực phẩm chức năng thì mình sẽ sử dụng nó giống như là hỗ trợ cho cái bữa ăn thôi, chứ còn thực sự cái bữa ăn mới là bữa chính nha các bạn. Bữa ăn là chính rồi thì cái thực phẩm chức năng á, thì các bạn nên sử dụng khoảng 2 tuần liên tục, sau đó thì mình nghỉ cái tuần thứ 3 mình nghỉ ngơi để cho nó đào thải ra, sau đó tới tuần thứ 4 mình sử dụng trở lại. Đó, mình sử dụng 2 tuần nghỉ ngơi 1 tuần, sử dụng 2 tuần nghỉ ngơi 1 tuần. Vậy đó, mình nạp dinh dưỡng vô xong rồi mình đào thải ra, xong mình nạp lại nó sẽ rất là tốt. Còn các bạn sử dụng liên tục thì nó sẽ không có hiệu quả ha. Thì đó là những cái gì chia sẻ về cái dinh dưỡng đối với một vận động viên bình thường ha các bạn. Còn khi mà mình tập cái giai đoạn mà cao căng thẳng thì mình phải đòi hỏi ăn rất là nhiều ha, đặc biệt là những cái chất dinh dưỡng vitamin rất là nhiều để cho mình có thể đủ cái sức để tập luyện ha. Rồi nếu các bạn có thắc mắc gì hoặc là
có cái ý kiến gì các bạn cũng comment bên dưới. Các bạn làm ví dụ như các bạn muốn có một phần dinh dưỡng giảm cân, hoặc có phần dinh dưỡng tăng cân, hoặc có phần dinh dưỡng giữ ký đó, thì các bạn comment bên dưới. Thì bằng cái kinh nghiệm của Nhất, Nhất sẽ chia sẻ cũng như là Nhất sẽ giúp cho các bạn, cũng như là nói để các bạn có thể cùng giúp cho mình có một cái cơ thể đẹp, cơ thể khỏe mạnh. Bên cạnh cái việc mình rèn luyện sức khỏe bằng cách tập luyện, thì mình sẽ ăn uống dinh dưỡng ha, đó, giúp cái cơ thể của mình sẽ luôn luôn khỏe mạnh cũng như là tốt. Và đặc biệt hơn nữa là chúc cho tất cả các bạn, bên cạnh việc sử dụng dinh dưỡng thì mình phải tập luyện mỗi ngày để mình tăng cái sức khỏe, tăng cường cái đề kháng lên ha. Rồi, chúc cho các bạn sẽ có một mùa dịch thật là an toàn và luôn luôn mạnh khỏe. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn một like, một share và đừng quên đăng ký kênh của Nhất nha. Ok, chào, tạm biệt, bye bye. Cái bụng mình bự á, các bạn nhớ để ỉa nha.